Ok, hello tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình nhá. Hôm nay anh em mình có một vị khách khá là đặc biệt mọi người ạ. Từ nước ngoài luôn mọi người. Từ rất là xa, nước ngoài từ bên Nhật Bản nhá mọi người nhá. Chị ý thì coi như là người Nhật Bản rồi, thế nên là hôm nay anh em mình làm một món ăn đậm chất Việt Nam nhá mọi người nhá. Để đãi chị đó. Bún đậu mắm tôm nhá mọi người nhá. Chị ý thì ở bên Nhật Bản khá là lâu rồi. Chắc là, kèm với món quê hương ấy. Đấy. Đố mọi người biết khách hôm nay của anh em mình là ai. Cho 3 giây suy nghĩ, khả năng là biết. Nhiều người biết lắm rồi. Không, bây giờ thì chưa biết nhưng tí nữa sẽ rất là nhiều người biết. Bây giờ mình sẽ vào cho mọi người biết vị khách đặc biệt của anh em mình ngày hôm nay nhá. Ok mọi người ơi. Chắc chắn là mọi người bây giờ đã nhận ra vị khách của anh em mình rồi đúng không? Xin chào tất cả mọi người. Chị Quỳnh đến từ Nhật Bản. Ngày trước thì bây giờ là chị định cư hẳn ở bên Nhật rồi đúng không? Chị định cư hẳn. Chị cư bên đấy lâu chưa? Được 10 năm rồi em. 10 năm. Thế thì là người Nhật rồi. Người Nhật rồi đúng. Người Nhật nhưng mà vẫn gốc Việt Nam nha mọi người. Người Nhật rồi, thế nên là hôm nay bao lâu rồi chị chưa ăn bún đậu? Chị hả? Nếu mà ăn thì ăn rồi. Thường xuyên. Nhưng mà ăn đúng chuẩn mà ở ngoài miền Bắc của mình đó là chị chưa ăn lần nào. Chưa ăn lần nào. Thế thì hôm nay làm đúng món rồi. Hôm nay là làm đúng món nha mọi người. Là đúng hôm nay là Quỳnh thưởng thức cái món là đúng chính gốc tại miền Bắc luôn. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Chị ăn được mắm tôm không? Chị ăn được mắm tôm, chị ghiền đúng em ơi. Em chuẩn bị cả mắm đây. Bác ăn được mắm tôm không? Ăn được. Ăn được à? Thế thì cẩn thận mắm đi. Không, để đây xây cô đây em, để đây xây cô đây cũng được. Bún đậu mà không có mắm tôm thì chỉ như về sau tự hiểu. Đây em mời chị ạ. Cháu mời bác. Mày có đủ cái này nữa. Có đủ cái này. Rất vui là hôm nay được chị Quỳnh từ rất là xa đến đây chơi cùng anh em mình cũng rồi nhưng mà lại có khách không mời được chị ơi. Không sao, mắm tôm, có mắm tôm cái là có khách ngay. Hôm nay anh em mình rất là vui được chị Quỳnh hạ cố đến thăm từ rất là xa. Chị bây giờ là chị về Việt Nam là chị ở trong Sài Gòn hay là... Chị ở trong Sài Gòn. Ở trong Sài Gòn. Rồi đợt này là chị đi ra ngoài miền Bắc á, là có việc á. Cho nên là mới liên hệ với em. Mà rất là may khi mà chị liên hệ với em á thì đẹp gọi điện thoại em bắt máy. Cho nên mình mới có cơ hội đến đây và ngồi ăn chung một mâm chung với Cường và Hải Dũng ngày hôm nay nha mọi người. Chứ thường thường á là Hải Quỳnh cũng nghe là Cường nói là không bao giờ á, là ít khi nào luôn là Cường nghe số điện thoại lạ. Mà bữa đó rất là may luôn là Cường nghe số điện thoại lạ cho nên là mới có được cái bữa ăn ngày hôm nay ngồi chung tại mâm. Em cũng ít cầm điện thoại nữa thì nên là cũng ít khi dùng. Cũng may hôm đấy chị Quỳnh gọi đúng lúc cầm điện thoại. Chị ơi. Ok. Mời chị. Đây. Đây thì chị mời em lại nha. Đây chị nha, chị mời em lại. Cháu mời ba. Đây chị mời. Rồi chị mời Cường nha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chúc sức khỏe chị. Rồi chúc sức khỏe em. Cháu mời ba. Chúc sức khỏe em bà thành công nha. Rồi. Chúc hai em luôn thành công trên con đường YouTube nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Tính ra là bây giờ tụi mình là cũng nhờ là YouTube thì tụi mình mới có duyên để gặp nhau và tính ra là tụi mình là đồng nghiệp với nhau cũng nhờ YouTube nên mình mới có được cái bữa ăn ngày hôm nay nè. Nếu như không có YouTube thì tụi mình không làm chung nghề thì đâu có cái bữa ăn ngày hôm nay đúng không? Dạ vâng. Rồi, em mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Chị thưởng thức thử cái này nhưng mà em phải để em chuyên cầm cây để đuổi khách không mời đã. Nó nhanh dữ em ơi. Ba ăn thử. Đợi Cường vô không em? Ở ngoài chợ hay có cái quạt phe phẩy nên để đuổi luôn. Hôm nay thật sự rất là ngại tại vì ở đây cũng ít khi có ruồi lắm nhưng mà hôm nay có cái món mắm tôm mọi người ạ. Mắm tôm thật sự là rất là ngại vì khi có mấy vị khách không mời này. Em mời chị ạ. Dạ. À. Chị mời em nha, con mời mẹ. Dạ. Thì em biết hôm bữa chị cũng làm một cái video ở ngoài suối mà chị nướng thịt đó, trời ơi khách không mời nhiều vô địch luôn mọi người. Trời ơi đuổi không hết đúng không em? Chị vừa đặt sức nặng mặt bay vô xuống.
Ở trên này thì cũng nhiều lắm, khách không mời lắm, nhưng mà ở đây ít. Hôm nay có mắm tôm đấy. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang ngồi ở đây là cái ngôi nhà mới của Cường nha mọi người. Và mọi người muốn coi tham quan cái ngôi nhà mới của Cường thì sau cái video này thì mọi người coi bên cái kênh của Quỳnh nha. Thì cái ngôi nhà này thì Cường chưa công bố, sẽ công bố trong nay mai nha. Dạ. Hôm nay bà Quỳnh đến mở hàng quay video chứ. Là chị mời em. Dạ vâng, em mời chị nha. Chị chấm vô đây, chị chấm vô đây luôn ha em. Hay sao? Dạ, đúng rồi. Chấm luôn ha. Chấm luôn đây ạ. Chấm luôn đây ha. Đây cũng được. Chấm vô đây luôn. À, món bún đậu hôm nay thì có rất là nhiều ngoài bún đậu mắm tôm thì có rất là nhiều cái khác. Thịt chân giò này, lòng lợn bản này là cái con lợn nhỏ xíu xíu mà tầm 15-20 cân hay lòng thả lợn bản. Hay thả ở vườn đấy. Nem rán, chả sụn. Hôm em cũng xem một video chị ăn bún đậu mà con Khoa rồi. Ở trong miền Nam. Hôm đấy là chị về nhưng mà cũng không gặp đúng không? Không gặp. Không, Khoa đi đâu. Không có gặp được mà chị Khoa gọi điện thoại thôi. Hôm đấy em có xem mà em cũng hay theo dõi mà. Em hay theo dõi lắm. Em hay theo dõi chị ăn con Khoang đấy. Căn bản là... chiều xem rồi. Căn bản chị Quỳnh hay có những món gọi là đặc sản về về biển mấy món đấy mà bọn em ở bên này thì khó kiếm lắm, đồ tươi sống thật sự là mình phải đi ra biển là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà ra ngoài biển ấy thì khi mà chọn ở nhà hàng ấy, cũng chưa chắc là đã ăn được đồ tươi sống cơ. Tại vì người ta hay để tủ xong người ta bán cho khách. Thế nên là xem chị Quỳnh thì ăn bùi dục hồi quá trời quá đất luôn. Em biết sao mà ở nước Nhật nó giống như cái đảo Phú Quốc của mình á, của Việt Nam mình á, là xung quanh của nó toàn là biển thôi. Cho nên là hải sản bên đó nó rất là rẻ luôn. Em vô siêu thị là toàn đồ biển, em kiếm đồ sống ra. Hôm em xem chị đi chợ cái công nhận rẻ thật đấy. Rẻ lắm luôn. Ở bên này mà như thế thì sướng. Sướng ha. Người Việt Nam mình á thì mình thấy là mọi người thích ăn đồ biển. Với lại ở Nhật thì mình kiếm đồ sông cũng không có nữa, cho nên thôi giờ người ta bán nào thì mình ăn vậy thôi. Cái đợt đó thì Quỳnh cũng may mắn á mọi người, là khi mà Quỳnh làm YouTube thì đợt đó là YouTube của bạn nó cũng mới bắt đầu lên á. Cho nên cũng nhiều người coi, cũng giống như bên kênh của em vậy đúng không? Sau đó bên em cũng làm là kênh của em là vừa kênh là vừa vui, vừa giải trí, rồi sau đó cũng là nấu ăn, ăn uống nữa. Rồi em cũng có thêm là một cái kênh là kênh ẩm thực Tâm Mau nữa mà. Nói chung là bọn em bây giờ làm theo kiểu như chị em mình cũng là tự phát thôi, thế nên là cứ thích cái gì thì làm ở đó. Nhưng mà tính ra chị em mình là cũng đi lên từ thực lực mà đi lên chứ bộ. Dạ, vâng. đúng không em, mọi người? Lần đầu tiên đi gặp. Đi lên từ thực lực mà đi lên chứ đâu phải là nhờ kênh này hoặc là kênh khác hay là kênh nào giới thiệu đâu, cũng phải đi lên từ thực lực chứ bộ. Lần đầu tiên gặp chị Quỳnh thì thực sự là kết nhất là giọng nói của chị. Em nghe thấy mà... Khó nghe hay sao hay là em thấy dễ nghe? Mình thích cái như em thích cái giọng của chị cực kỳ luôn nhé, nói chuyện kiểu rất là duyên. Chị mà nói chị... có nhanh quá không? Không nhanh mà chị rất là kiểu thân thiện. Vui. Em với lại hả Mau Đệ cũng thân thiện mà. Là thân thiện nha mọi người. Hôm nay khi mà Quỳnh đến đây cũng là lần đầu tiên gặp hai anh em luôn á, và có một điều là Quỳnh rất là bất ngờ luôn. Khi mà Quỳnh coi ở trên những cái trang danh TV hay là những cái trang khác á, thường thường là nói là cái này là hai anh em. Rồi có người thì là nói là hai anh em họ. Nhưng mà hôm nay Quỳnh mới biết được nha mọi người, là anh em hàng xóm. gọi là sao ta? Anh hàng xóm tốt bụng. Anh hàng xóm tốt bụng chứ không phải là anh em gì hết. Chứ như mình với Mau Đệ là không anh em, không họ hàng gì. Mau Đệ họ Nguyễn. Em họ Lê. Bởi vậy á, nhiều lúc mà mình coi mấy cái báo mà người ta ghi không có đúng á. Tại vì người ta không phỏng vấn cho ngay chính xác mình á. Thậm chí cái tên của chị á là tên Trần Thị Trúc Quỳnh đúng không? Lên báo thành Trần Thị Quỳnh luôn á. Người ta không biết, người ta tự đặt luôn. Người ta hay nói, hay viết kiểu theo ý người ta không? Đúng rồi, thôi ăn đi em. Vâng. Ăn đi
em. Vâng vâng, chị cứ rồi con ngoài mẹ, ạ. Mình ăn đi mẹ. Chị ăn xong cho cảm nhận cái món này. Cái món này xem. Tại vì cái món này bọn em cũng hay ăn thường xuyên. Món này là rồi món gỏi cá này là hay ăn. Nãy giờ là chị ăn á nha, là chị ăn được cái sụn này nè, chị thấy rất là ngon, rất là giòn luôn. Vâng. Còn cái nước chấm á thì tại ở ngoài đây là đặc sản á, cho nên là cái vị nó hơi hơi mặn so với trong miền Nam của Quỳnh một chút. Nhưng mà chị vẫn ăn được, rất là dễ ăn em ơi. Dạ vâng. Bởi vậy nhờ vậy mà chị mới có thân hình béo ú gì nè. Nó nâu hơn mẹ ơi. Hả? Nó nâu hơn. Ừ, nó nâu hơn với là cái cách của em làm á. Ở trong cái chén này á thì nó có cái bọt á làm cho nhìn nó đẹp, nó hấp dẫn hơn ha. Vâng, mình bắt canh mình đánh lên là nó sẽ có... Chị cũng đánh mà nó mới lên nhiều nha em. À, à. Chị cũng đánh không lên nhiều. Mà thường thường là ở ngoài miền Bắc mình làm phải đánh lên nó lên thiệt là nhiều bọt thì nó mới ngon lắm em. Vâng, nhìn nó ngon mà nó... Cảm giác em cũng không rõ lắm. Có người còn cho rượu. À, cho đúng. Và cái mắm tôm này thì thực chất là sẽ cho đường này, mì chính và thêm một chút tí nước lọc thôi, bắt chanh vào trong một phần ba ly rượu nhỏ đánh lên nó sẽ sao chị có rẻ hơn. Có một số nơi là cho luôn cả cái dầu mà rán trứng gì vào luôn. Ở có không? Có. Vâng. Có luôn. Có. Nó tùy khẩu vị mỗi người. Em ăn đi. Vâng, cho bác cho mắm tôm cho ăn đi. Rồi chung cái dầu lên nó đổ vào. Là coi như là đang chung mắm tôm. Ăn mấy ạ? Buồn quá, tuổi quá. Ăn đi Cường, ăn đi Cường. Vâng, 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 chị em. Chị cứ dùng thoải mái nhá. Em mời chị là chị rất tự nhiên thôi, chị hết tâm luôn đó em. Không, chị ăn nhiều hôm em thấy chị ăn nhiều lắm, nhưng mà chị có cái phương pháp thì ăn được nhiều đến nhiều khi bọn em ăn ngán, không phải ngán mà tức là không ăn được nhiều như thế đâu. No. Chị cũng ăn mà xong rồi chị uống thuốc chống hấp thụ calori á. À. Ừ. Mình là coi như là nó không có vô cơ thể. À. Chị ăn cua hoàng đế, ăn bao nhiêu cái cảm trong cái chuyển sang ăn tôm. Món tôm to thế này này. Không phải tôm hùm đâu, mấy con tôm kìa, tôm chú nhưng mà nó to ấy. Ăn mấy con liền, cháu lại ăn mấy con khác nữa. Tôm đó là tôm nước hoàng. Đấy. Thôi chị ăn nhiều rồi. Chắc ăn một con đấy là no. Ăn đúng một con đấy là no. Tại vì em ăn có một con đấy em no cho nên em không bự đó. Phải ăn nhiều lên nữa. Như anh em mình thì chắc là sức hai người thì chưa bằng chị Quỳnh ăn. Không em. Nói quá. Hôm nhiều hôm em thấy chị ăn nhưng mà thật sự nhìn thèm. Chị ăn mà cảm giác thèm. Ăn nhiều ngon. Kinh khủng khiếp luôn. Dạo này là chị ăn ít lại rồi đó. Với lại nhiều lúc của mọi người Quỳnh làm video nhiều quá đi. Ăn nhiều quá đi, thậm chí chị không suy nghĩ là ngày mai chị ăn cái món gì để làm video luôn. Vâng. Bọn em cũng thế. Thật ra là nhiều khi những anh em YouTube ngồi với nhau thì mới hiểu được cái câu chuyện. Thật ra là nhiều lúc có những người bảo em là sướng thế, vừa ăn vừa được tiền. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều lúc người ta đâu biết được đó vất vả của mình đâu. Wow. Mình cũng chịu áp lực nhiều lắm. Thứ nhất là không biết ngày mai là làm cái gì, ăn cái gì. Thứ hai nữa là ăn nhiều khi là cố ăn đấy, thật sự là nó ngon. Nó ngon, nhiều món ăn rất là ngon luôn nhưng mà toàn cố ăn. Em cũng thật sự là em cũng nói thật là nhiều cái món ăn thì ngon đấy nhưng mà chỉ ngon lúc đầu thôi, lúc sau này năm. Đúng rồi. Nhưng mà sau nhưng mà mình vẫn ăn để cho mọi người có một cái video để hoàn thành xong cái video cho nó hay. Và hay nhất để mọi người có thể xem thấy cái nội dung nó hay. Chứ bây giờ mà vào bảo video mà giả dụ như ăn cua hoàng đế thế chẳng nhẽ lại ăn có cái cả. Đó, thật sự là như mình với chị Quỳnh thì cũng ăn nhiều thế nên biết là thật sự là ngon thật. Tại vì nó nó lạ và nó đấy, nhưng mà ăn nhiều cũng ngán. Chị hỏi thầy hai em nha, trước giờ ngoài chị ra thì có những YouTuber khác hay là
có những người bạn đọc khác của em mà làm chung cái ngành nghề như mình mà đến thăm hai em chưa? À có dạ, rồi có. Nhiều à, từ ngày trước thì rất là nhiều luôn. Từ ngày trước rất là nhiều. À, thậm chí là bây giờ không nhớ được. Chẳng hạn như là kênh gì? Dạ. À, chẳng hạn như là ngày trước thì có cả bà hôm Hưng Vlog cũng xuống đây rồi này. Hưng Vlog cũng xuống rồi. Em cũng chưa có thời gian lên được. Bà Tân cũng xuống chưa? Hưng Vlog bà Tân hôm đó không đấy hôm đấy bận không xuống được. Bà Tân thì gặp mấy lần ở trong thầy cô. Em chưa thầy cô em gặp. Vâng. Và rất nhiều YouTuber khác nhưng mà thực sự là lúc này không nhớ được. Ngày trước là bọn em vừa mới làm thì mọi người ủng hộ nhiều, lên chơi rất là nhiều rồi. Chị ở Nhật á, thì cái nền tảng YouTube ở bên Nhật á thì nó cũng có người làm. Nhưng mà để gọi mà đến nhà chị chơi hầu như là chắc chỉ có mấy cô bạn nhân thôi. Nó dướng cái đợt dịch đó em. À vâng. Nó dướng cái đợt dịch xong rồi lúc đó là Quỳnh đâu có đón ai nữa đâu. Hôm nào anh em mình sẽ sang Nhật chơi. Nhớ nha. Để chị Quỳnh nhà dẫn đi câu cá. Và thể theo lời hứa là sẽ giới thiệu một em gái Nhật cho Mau Đệ. Mau Đệ ở Việt Nam thì chưa kiếm được bạn gái cũng như là người vợ tương lai. Và theo lời hứa của Quỳnh Trần TV sẽ giới thiệu một em gái Nhật cho Mau Đệ. Mau Đệ cười không mọi người? Không biết đồng ý hay không mà cứ cười không mọi người. Ở bên đấy thì Mau Đệ mà thả ra Mau Đệ sang đấy là chắc là nhiều quá. Em sang đấy em chỉ thích là đi cùng chồng chị thôi. Tại sao? Đi câu cá. Em mấy clip chồng chị đi câu cá. Em cứ yên tâm, em qua là sẽ được đi câu cá như thường. Ở ngoài biển ha, trong đó có nhiều con bạch tuộc to. Vậy là tính ra hai anh em là có cùng sở thích với lại ông mập nhà chị nha, ông mập nhà Quỳnh nha mọi người. Cho nên là qua đó là khỏi sợ buồn luôn. Nó dắt cho hả mấy em đi hả ngao du tứ xứ. Sướng luôn. Và nhớ để nhìn cả con gái chị say sóng. Con trai. Bé Sa. Bé không về à chị? Không, đợt này thì nó đi học với em. À. Nó đi học á cho nên là nó mới đi học từ ngày 1 tháng 6. Nhưng mà nhìn giống gái. Cái mặt nó giống gái. Ai cũng nhìn nó giống gái, ai cũng nói nó giống gái hết trơn á. Tại vì nó mới đi học ngày 1 tháng 6 mà chị cho nó nghỉ nó đi về Việt Nam á, cho nên là thôi cái này nè. Để khoảng 2-3 tuần nữa là bắt đầu nghỉ hè. Thì nếu mà có gì thì chị sẽ cho nó về Việt Nam để mà nó nghỉ hè ở bên Việt Nam khoảng 1 tháng. Nhưng mà chưa biết là có về được hay không nữa. Để sao biết nói tiếng Việt Nam không vậy? Biết em, biết chút mà nó nói lỡ thôi vậy mà người nước ngoài nói tiếng Việt vậy đó. Em nói gì nó cũng hiểu hết trơn á. À vâng. Nó về đây nó nói tiếng Việt với bà ngoại không à. Lúc đầu là nó không nói, xong là nó nói tiếng Nhật mà ngoại đâu hiểu đâu, rồi bắt đầu nó cũng phải nói tiếng Việt thôi. Tại vì ở nhà là chị nói tiếng Việt với nó thôi. Tại vì tiếng Nhật của chị không có giỏi. Chị nói chị với chồng chị thì nói được, nhưng mà nói chung chị biết em nó khó như là chị Trung Quốc vậy đó. Cho nên là chị nhìn nó là chỉ được một ít thôi, còn một ít là chị nhận có ra. Nói chung là chữ là nó biết chị nhưng mà chị không biết nó. Chị không qua trả thầy cô hết em ơi. Hy vọng là sẽ có dịp để bọn em sang Nhật Bản. Ok, chị đợi. Và cái video của Quỳnh thì nó cũng hơi dài rồi mọi người, cho nên Quỳnh cũng sẽ xin kết cái video lại tại đây luôn. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh cũng như ủng hộ cái kênh fanpage và kênh TikTok và cái kênh YouTube của Tâm Ca. Của hai anh em Tâm Mau nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Bye bye mọi người.